Ây da, con thấy chú xỉu không con ơi? Sao chú bốc hơi rồi? Thấy chú xỉu không con? Bọn vô lô kè chai tập 34. Mình vô lô với chú Vinh Bi nè. Chú Vinh Bi bám mình quá mọi người ơi. Đi bắt bọ là đi bắt bọ. À, con chuồn chuồn này hả? Chuồn này hơi cũ rồi, không bắt đâu. Ôi, 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 ba mình ngồi đây nè. Ủa, ngồi đây ông ngủ rồi. Ủa, ông đang đi bắt bọ, ông đang gình cái con tắc kè hay sao á. Ông ngủ rồi mọi người. Tự nhiên trong đầu tôi có đang có một ý tưởng mọi người. À, hay là mình vô nít ổng ta. Hay là mình vô nít của ổng, mình phá ổng thôi mọi người. Được không? Rồi mọi người, mấy bạn nào muốn mà mình vô nick ba mình, phá nick ba mình đó, thì các bạn hãy cho mình nút like nha mọi người nha. Nhớ đăng ký kênh nha mọi người nha. Rồi ok. Rồi bây giờ các bạn like đi. Không like giờ tôi cũng vô, tôi cũng phá nữa mọi người. Rồi 2, 3 tôi vô nick ba tôi nè mọi người. Giờ tôi phá nha, ổng ngủ rồi. Chắc là ổng treo, ổng ngủ rồi mọi người. Vô. Đây rồi mọi người ơi, tôi đã vô được cái nick của ba tôi mọi người. À, bây giờ ổng có 1800 kim cương à. Bây giờ mình với là phá cái gì vậy ta? Mình đi mở hộp hết kim cương của ổng hay là làm cái gì vậy ta? Ơi, ổng hết tinh tím rồi mọi người. Ổng thành toàn pha ke rồi mấy bạn ơi. À, bây giờ làm cái gì vậy ta? Làm cái gì vậy? À, cá hả? Cá ổng có mấy con cá 46 cũng nhiều rồi mọi người, hay là mình bán hết cá 46 ta? Mày tôi thấy không im nha. Cái công sức ổng câu cá 46 hơi bị lâu mọi người. Bây giờ mình đem bán hết cá 46 của ổng là chắc là mình toan á. Là chuyến này là ổng cạo đồ khô rồi luôn các bạn. Thôi bây giờ là tôi nghĩ có cái này hay nè. Ổng nè các bạn biết không? Là cái vụ mà ra bọ mới đó mọi người. Quá trời bọ mới luôn á. Nè ổng bắt được trong búi ổng có 145 con nè. Thằng lằn quá trời luôn các bạn. Bướm rồi nè, bọn ngựa nè, tùm lum tùm lưa luôn nè. Nó bây giờ được nha, nếu các bạn like video này tôi sẽ bán hết những con tắc gọi là những con bọ của ông luôn mọi người nha. Rồi bây giờ bán luôn con hiếm luôn nha. Rồi mấy bạn không like đúng không? Không like thì tôi cũng bán luôn nha mọi người. Hôm nay tôi báo ông mọi người, tôi bán hết luôn nha các bạn. Rồi đây bây giờ bán mấy con cùi trước đi ha. Bán mấy con cùi nè, bán nè. Bán hết luôn chứ sợ gì chạy. Này đây rồi tiếp theo. Có một con bướm khựng cánh chim mà. Thằng lằn nè, thằng gì cái gì cất kiểu nè ha. Rồi bướm bướm nè ha. Cái gì muỗng lá vậy nè. Rồi bán hết luôn chứ cho nóng chiến này mới được mọi người. Rồi bán luôn nha. Bán luôn. Rồi yeah. Mọi người ơi, trong túi ba tôi bây giờ không còn một con bọ luôn các bạn. Rồi. Out thôi, nhanh out thôi để họ ổng phát hiện, vậy phát hiện á. Out thôi mọi người. A few moments later. Ôi, mình bắt một ngày và mình được một con bọ tím mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ vô trong cái bộ sưu tập của mình nha. Đâu rồi, bỏ vô thôi. Ủa? 0/300 là sao? Ủa? Cái gì vậy? Tôi mới bắt được con bướm khựng cánh chim mà. Ơ kìa. Ủa? Người mấy con bọ tao đâu chết rồi. Ủa kìa, cái gì vậy? Ủa bị lỗi game hả mọi người? Ủa cái gì vậy ta ơi? Ủa là sao vậy trời? Tôi nhớ rõ ràng là hồi nãy tôi bắt được con bướm khựng chim với là mấy con thằng lằn nhóc hết trơn mà. Tôi chưa kịp bỏ vô nhà tôi luôn mọi người. Ủa là sao vậy? Bị lát hả? Ủa? Ai đây? Wow, đúng là nhà ba xịn thiệt sự luôn. Nhóc chân bọ luôn nào. Wow, nhiều bọ xịn thấy ghê nha. Có cua dừa nữa nè. Ông này cũng ghê thiệt sự luôn mọi người. À, hay là bữa nào mình bán hết cái số này của ổng ta. Ê, mày mới nói gì đó, tao nghe mày nói rõ ràng nè. À, con đâu có nói gì đâu ba, đâu nói gì đâu. Con đâu nói gì đâu, con tự con nói nha, là nó là ba hai nhà bắt hay quá. Nhà ba nè, con quá trời bọ là quá trời bọ hiếm luôn nè. Trời ơi, ghê thiệt sự nha. Quá ghê, quá dữ nha ba ơi. Tao là tao nghi cái mặt của mày lắm luôn á, mày bán hết bọ tao đúng không? Mày phá tao đúng không? Thì bá tao nữa đúng không? Con đâu có biết cái gì đâu, đâu có biết cái gì. Mày chứ mai cho mày phá hết bọ tao nè. Mày bán hết là rồi, tiếng này tao kích mày ra khỏi nhà luôn. Đừng. Ôi, ba tôi kích ra khỏi nhà luôn mọi người. Tôi chưa kịp giải thích luôn mọi người ơi. Ủa sao mà không biết hay vậy ta? Sao mà không biết hay vậy? Trời, ông kích tôi ra khỏi nhà luôn mọi người. Ông chặn tôi luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ tôi qua tôi xin lỗi ông ơi. Trời ơi, tôi lỡ bán mấy con đó chứ đâu có con nào hiếm ông đâu ta. Không thể theo dõi bạn bè luôn rồi. Ông chặn tôi luôn rồi mọi người ơi. Bây giờ làm sao đây ta? Làm sao đây bây giờ? Ba tôi đuổi tôi ra ngoài mọi người. Bây giờ làm sao giờ ta? Giờ không biết làm sao luôn á mọi người ơi. Hello mọi người, lại là mình đây.
Jun này. Hello mọi người. Ủa chú làm gì đây hả? Ủa con đi đâu vậy? Chú quay clip nè. Con bị ba con đuổi ra khỏi nhà chú Jun này. chú cứu gì vậy? Sao bị đuổi? Con báo ổng, con bán hết bọ ổng rồi, ổng đuổi con khỏi nhà rồi. Cái gì cơ? Cái gì con đem bọ của ổng con đi bán à? Dạ con đi bán hết trơn rồi, bây giờ con muốn vô xin lỗi ổng mà giờ không được, ổng chặn luôn rồi chú ơi. Không mấy giờ chú xin lỗi cái gì năn nỉ con được không? Trời ơi, giờ con nghĩ sao con đi bán bọ của ổng, ổng đuổi là đúng rồi, bây giờ năn nỉ à, đúng không? Dạ. Kêu chú năn nỉ à? Bây giờ là muốn năn nỉ là chúng ta phải có cái gì đó chứ. Tự không kêu chú năn nỉ sao năn nỉ được, đúng không? Chú vui khó giữ người ta, giờ chú năn nỉ con, nay giờ chú muốn làm gì? À, bây giờ là con chơi thắng mini game với chú, là chú sẽ đi năn nỉ giùm con. À, là chơi thắng mini game đúng không? Đúng rồi. Rồi chơi luôn chứ con sợ gì chú chứ, rồi chú mày con đây. Rồi con vô rồi chú ơi, vô. Chú lớn chú phải nhường con nha. Nhường gì con, mình vô chơi mà sao nhường được. Ok, để chú nhường nha. Chú biết chơi trò này không? Biết sao không biết, trời, map này là map tụ của chú nha. Trò này là hồi nhỏ con cũng hay chơi nè, mà giờ không biết chơi, biết đường chơi không nữa. Được, cái map này là đèn trắng, đèn đen mà. Ây kìa, là chú biết chơi dữ chưa? Nè, nhìn cho kỹ nè, chú chỉ làm một lần duy nhất thôi nha. Hí! Thấy chưa? Chưa thấy. Ây da. Ây da. Chú ơi, chú đâu rồi chú? con thấy chú xỉu không con ơi? Sao chú bốc hơi rồi? Ủa vậy ta? Thấy chú xỉu không con? 2 hours later. Thao rồi, con thắng chú thay gián đó. Chú lát chú đang đi, đang nghỉ một con nha. Thắng gì thắng trời? Ờ kìa. Làm gì nãy giờ có chơi gì đâu thắng trời. Ủa là sao chú? Chú ê, ơi. Làm gì á? Rồi xong, nhặt luôn trái téo của tôi rồi. Ủa? Gì vậy trời? Ủa cái đó của chú hả? Không có năn nỉ gì hết á, không năn nỉ gì hết. Kìa, chú đừng ăn gian chứ. Mọi người ơi, chú ăn gian mọi người ơi. Chú vô thua hai gián luôn mà chú vô ăn gian rồi mọi người. Bây giờ như thế này nha. Sao chú muốn cái sao? Cái trò chơi á, hôm bữa giờ là chú không có chơi nên là chú chơi thật sự rất là gan. Bây giờ là hôm bữa giờ. Thôi thì bây giờ chúng ta qua chơi cái trò kia đi. Trò kia là gì chú? Đi liêu tháp. Biết liêu tháp không? Cũng được á, hình như con mới được có một điểm mà. À, một điểm là xong rồi, đi quay đây. Trời ơi, sợ chơi vậy, sợ gì chú chứ. 1, 2, 3, đi. Rồi, chú coi nè, hiện tại là con được 2 điểm nha, chú được mấy điểm? Cái gì, có 2 điểm mà chú được tới tận là 7 điểm cơ. À kìa. Là sao chú, trời? Là chú rèn luyện dữ chưa? Vô, nói chung mày vô chơi là biết. Đi. Vô rồi, vậy là thấy cũng cỡ ngang mình rồi mọi người ơi. Chú Vun coi gì cụ bắp lắm mọi người. Rồi vô. 1, 2, 3, giọt. Trời ơi. Đây, rồi, xong chú rồi. Ghê vậy. Biết chơi không, chú biết chơi không? Để mà xem. Lọt đó. Biết chơi không? Thân cái lọt lỗ được hay ta, phá gì? Nè, thấy chú chưa? Thấy chú trên cái đâu chỗ cái thân kia chưa? Thấy cái mặt chú chưa? Trời, chú mới có hơn có một màn à. Nè, chú ở trên đầu con à, con ơi. À, tí nữa rồi kìa. Ờ kìa. Thôi vậy. À, không sao, chấp luôn mọi người, Mình chú vua lớn tuổi già cả rồi, mình phải chấp chứ. Ây da, kẹt cái đầu rồi con ơi. Rồi, lên kìa. Cái mạng màu xanh là cái gì mà chú ở lâu dữ người ta? Tự nhiên ngồi trên đây thấy con ở dưới đó nhảy mệt chứ con ơi. Chú ngồi chú đợi luôn nè. Đào, con lên tới nè. Biết chơi game không vậy? Đúng, ghê vậy. Chú thấy con chuyên nghiệp chưa? Đây. Rồi, lên. Nè con nè. Nè, cái khúc này mới khó nè. Đó. Ủa gì ghê vậy? Đâu, là chú lên được chưa? Trời ơi. Chú chơi game không? Thôi. Ủa kìa. Ủa sao chú nhảy đi đâu vậy? Không, tốt bị chật chân. Sao chú nhảy tuốt trước luôn ta? Vậy thôi con lên nha, con đi trước nha, bye bye chú nha. À, cái màn này hơi khó nha. Thì chơi là không lớn rồi chơi chứ không có sử dụng vật phẩm nha chú. Đúng rồi, chú đời nào chơi vật phẩm đâu. Con nói gì lắc nữa chú nhớ nha, lắc nữa chú dùng cái gì mà bye bye á. Kìa. Chú đừng sử dụng lấp la lấp lánh nha. Cô quá chú lên không được con ơi.
Bình tĩnh, chú phải bình tĩnh chứ, chú phải bình tĩnh chứ. Không, chú ở dưới luôn rồi con ơi. Dạ. Con lên tới chưa? Không, chú túc ở dưới luôn rồi con ơi. Ờ, chú thua nha, chú chơi không lại. Rồi, con tới rồi nha, chú Jun ơi. Rồi, con tới nha, con hạng 3 đâu nè. Rồi, vậy là chú thua con rồi nha. Yeah. Chú làm gì dưới này ạ? Ủa, chú ngồi đó làm gì vậy? Không biết nữa, tự nhiên ngồi đây mấy bạn lại cười chú hay sao á? À, vậy là mấy bạn chơi chú gà, vậy hàng gì mới cười chú đó. Ê, không, mới cười hay kìa. A few moments later. Rồi, chú Jun ơi, chú thua rồi. Bây giờ chú theo con là đang dẫn lại nhà gặp ba nè. Rồi chú năn nỉ giùm con nha. Ok, đâu dẫn tới gặp ba mày nói chuyện cái coi. Đây, lên xe chú ơi, lên xe. Ghê vậy nhỏ biết chạy xe không mà trời? Tao không biết chạy, xe này xe đồ chơi bằng lái con có hết rồi. Ồ, ghê, đâu ba mày đâu? Chú thấy nhà coi không? Ở nhà con nè. Con đứng kìa. Nói chú nào anh Toan ơi. Đợi chú. Anh Toan ơi. Hả? Cái gì vậy? Hồi nãy nghe nói là anh giận thằng con anh gì hả? Ừ, nó báo anh, nó bán hết mấy con bọ của anh trơn rồi. Anh đuổi nó khỏi nhà luôn. Nó đi bán bọ của anh luôn hả? Ờ, nó bán hết trơn luôn. Thì hồi nãy á, là nó có năn nỉ em, lại là kêu anh thay lỗi giùm nó, năn nỉ thay lỗi á. Thì dù gì nó cũng nhỏ mà. Nên là nếu mà bán bọ kiểu đó là anh nên đuổi nó đi ra khỏi nhà luôn nha. Đây nó béo lắm. Okay. Nó béo lắm, hồi nãy là nó rủ em chơi mini game mà nó chơi thắng em luôn mẹ. Cái mặt nó thấy ghét anh đuổi nó đi luôn ngay nha. Ê, vậy hả? Ừ, đuổi đi luôn, thằng này béo là mình phải đuổi đi ra đường. Ờ kìa, chú làm gì vậy? Không có chú gì hết, chú đi đi con ơi, chú đi đi. Okay. Mọi người ơi, chú Jun thua kèo, chú Jun còn báo mình đó mọi người ơi. Ok mọi người, thằng con tôi đã bán hết bọn tôi rồi. Bây giờ tôi phải đi bắt lại rồi mọi người. Thì bây giờ mình sẽ trả kèo mini game cho các bạn cái ha. Tại ngày mai hết cái dừng miệng các bạn. Rồi, trả kèo mini game nè. Rồi thì mình chọn một bạn may mắn ha. Rồi, bạn may mắn ngày hôm nay sẽ là bạn ốc tiêu Sunny nha anh ha. Dữ vậy sao? Rồi ok, chúc mừng em ha. Rồi, tặng cho bạn một món quà rồi các bạn. Ok các bạn, thì cái mini game kết bạn ở video này các bạn, thì ở video sau mình sẽ trả luôn các bạn ha. Ở video này mình làm không kịp các bạn, mình chỉ trả quà cho các bạn không, để ngày mai nó không còn tặng vương miện đó. Rồi mình sẽ tặng quà cho bạn ốc tiêu Sunny ha. Rồi mình gửi luôn nha các bạn. Rồi ok các bạn, thì cái mini game video này á là cái gì mình cũng chưa biết nữa các bạn. Ngày mai, tại ngày mai cập nhật video mới rồi, những phần quà là sẽ thay đổi á, mình không biết là những có gồm những quà gì các bạn. Rồi bây giờ để tham gia cái mini game bên mình á, thì các bạn bước một phải like video nè, đăng ký kênh này, nhấn cái chuông, các bạn nhớ nhấn cái chuông thông báo sớm nhất, các bạn comment sớm nhất để được ưu tiên ha. Rồi cái bước thứ hai là các bạn để lại cái tên của các bạn cộng với cái ID giùm mình nha. Đây cái tên, nhớ nghe kỹ giùm mình câu này, để lại cái tên của các bạn cộng với cái ID giùm mình. Cái ID thì các bạn lấy ở đây nè, đó các bạn nhấp chữ sao chép giùm mình ha, rồi dán vô. Rồi cái phần thưởng thì gọi là ở video sau mình sẽ chọn phần thưởng nha các bạn ha, tại vì mình chưa biết phần thưởng là cái gì các bạn ơi. Rồi bây giờ cho các bạn lên TV thôi, let's go. Ok, hello mọi người nha. Thì thật ra là hôm nay tôi quên mọi người. Tôi quên vào nhà tôi luôn các bạn ơi. 1:15 tôi mới thấy là tôi chết rồi, mình quên vô mọi người. Thì nhưng mà các bạn vẫn còn trong đây các bạn. Trong nhà tôi vẫn còn 60 người nè. Mấy bạn chờ tôi quá trời luôn mọi người ơi. Ôi, mãi yêu các bạn nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Quên mọi người, thật sự nói mà quên thì các bạn gọi cho bạn lên TV ha. Thì đầu tiên bên này là bạn Nhân Tâm nè, bạn Tu FC nè. Người ta thương em á một đống nên em xem anh là chả đáng một đồng thôi. Rồi, chịu rồi, nói gì chịu rồi. Bạn Quy kề trai nè, bạn Vinh kề trai nè, bạn Lâm đẹp trai nè. Giờ gì đẹp trai trai dữ người ta. Bạn Hải Play nè, bạn Huyền nè, bạn Dâu Cua Te nè, bạn nào vậy ta, bạn Lâm, bạn Ốc Tiêu Sunny, bạn Chu Ngọc Bích nè, giữ gì sao, bạn Miu Chibi à, Miu Chibi chứ không phải Chiro à. Mưa nè, bạn gì nè vậy, bạn Nhân, bạn Minh Tâm, bạn Hoàng Nổ với bạn Hoàng Gato nè, ghê vậy ta, bạn Lây An nè, bạn gì đây, bạn Ha Hà Sinh, bạn Nhân Bon Khi, Nhân Minh Khay đi Luffy hả? Ghê vậy, bạn Cá Con nè. Bạn này bạn Loan nè, bạn gì đây? Bạn Alpha, bạn Khoi, bạn Rùa Hay Cọc nè. Bạn Rùa Hay Cọc, bạn Ngân Tâm, bạn Huyền ha. Rồi tiếp theo mọi người, bạn Mèo, hello mọi người nha. Bạn Hải Play, bạn Bế Dịch nè, bạn Hoàng nè, bạn Huyền nè. Đó, ok chưa? Lên TV nha các bạn ơi. Dữ gì sao? Benny Boy hả? Không, cái này là... boy buồn, cái này là boy buồn. Nó mặt hay buồn, mặt hay ngáo nha mọi người. Nhưng mà cái phong cách của anh là gì mọi người, anh thích vậy các bạn. Chung là anh nhìn như thế này nó sẽ phù hợp với anh, nó sẽ đẹp hơn các bạn. Bạn Dâu này ha.
bạn Thư nè, bạn Hiến, bạn Huyền, bạn Tu Ti, bạn Giỏi nè, mày hay ghê, bạn Quỳnh Như, bạn An, bạn Valay, chào sếp đẹp trai, hello Lâm ha, bạn cái gì đây, em muốn uống trà tửa hả, rồi em này anh thấy em muốn trà đưa hả, giữ vậy sao. Bạn Loan, bạn Nhân, bạn Mèo, bạn Play, bạn gì đó mọi người, bạn Trúc nè, bạn bạn này bạn Hiếu thứ tư à, rồi Anyon Nasio lại là mình đồng Zalo nè, Anyon hello mọi người nha, hello hello, rồi thì bạn bé Anh nè, bạn Hiếp nè, giữ vậy sao, bạn Hoàng, bạn Nhân xinh gái hả, bạn Bắc Bịch, bạn Thắng Nhọ, bạn Kiko, cô Yoko, bạn cô Yoko, bạn Hoàng Hải nè, bạn anh Toàn ký em lát ký nha, An cày trai à, rồi vậy sao, bạn bạn Biên Ca, bạn Quỳnh Như, bạn Gaia, bạn Hà xinh đẹp gì vậy, bạn bạn Gaia nữa nè mọi người, sắp đến giờ đi học rồi, cố gắng đi em, sắp tới giờ đi học thì đi, sắp xong rồi nè, đi học đây, chỉ có mình em rồi vậy, bạn bé Dịch, bạn top 1 A Hi Hi, bạn Văn, bạn bạn Loan, bạn bạn Uri đẹp trai, bạn Clay, bạn Việt Hoàng, bạn rồi con giỏi nè mày, rồi xong rồi mọi người ơi, lên TV xong ha, mấy bạn nào muốn lên TV thì bạn vào nhà mình lúc 13 giờ ngày ha, mình cho các bạn lên TV này, ký tường cũng như kết bạn với một số bạn top 1 ha. Rồi thì bây giờ thì sao ta, bạn nào xem nó đây, bạn chưa like video, chưa đăng ký kênh thì cho mình được like và đăng ký kênh mọi người nhé. Cảm ơn mọi người nhiều, bye bye, hẹn gặp lại video sau nha, nhớ like video nha mọi người nhé, cảm ơn mọi người, bye bye.